Tối qua 23 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa Cồng Chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đã đến dự. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 17 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 năm 2005, 23 tháng 11 năm 2022 và Không gian Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại 25 tháng 11 năm 2005, 25 tháng 11 năm 2022. Tham gia liên hoan có gần 500 nghệ nhân diễn viên của các đoàn đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố. Tại liên hoan, các đoàn nghệ nhân diễn viên tham gia diễn tấu các tiết mục cồng chiêng cùng các nhạc cụ truyền thống khác gắn với nghi thức, nghi lễ truyền thống, với những lời ca điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc. Đây là dịp để các nghệ nhân diễn viên quần chúng có cơ hội gặp gỡ giao lưu văn hóa nghệ thuật gắn với diễn tấu cồng chiêng, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc anh em, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa của toàn dân, đặc biệt là các thế hệ nghệ nhân chủ nhân của di sản Không gian Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên. Tiếp tục nhân rộng các mô hình câu lạc bộ đội cồng chiêng tiêu biểu, nòng cốt ở khắp các địa phương trong tỉnh, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam. Liên hoan Văn hóa Cồng Chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2022 diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2022.